Trợ lý cấp cao của Tổng thống Ukraine mới đây tuyên bố Kiev có quyền tấn công mục tiêu quân sự Nga. Trợ lý Tổng thống kiêm trưởng đoàn đàm phán của nước này Mykhailo Khodolyak đăng Twitter ngày 28 tháng 4 cho biết Nga đã tấn công Ukraine. Ukraine sẽ tự vệ bằng mọi cách, kể cả những cuộc tấn công vào các kho hàng và căn cứ của Nga. Thế giới công nhận quyền này. Bên cạnh đó, ông Podolyak cũng nhắc lại phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng Ukraine nên quyết định liệu có tấn công các cơ sở quân sự của Nga hay không. Trong khi đó, Điện Kremlin cùng ngày nói về việc phương Tây chuyển giao cho Ukraine gây nguy hiểm cho an ninh châu Âu. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết xu hướng bao gồm hạng nặng vào Ukraine là những hành động gây bất ổn đe dọa an ninh châu lục này. Tuyên bố của ông Peskov đưa ra sau khi Ngoại trưởng Anh Liz Truss kêu gọi các đồng minh của Kiev tăng cường sản xuất quân sự, bao gồm xe tăng và máy bay để giúp Ukraine. Theo đó, sau hơn 2 tháng phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, lực lượng Nga được cho là đã đẩy mạnh tấn công trên bộ và tiến sâu hơn ở miền đông Ukraine, kiểm soát một số làng và thị trấn của khu vực này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky những ngày qua liên tục thúc giục các nước phương Tây tăng cường hỗ trợ, đặc biệt là tiêm kích, xe tăng và tên lửa tầm xa cho Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga ngày 28 tháng 4 cho biết nước này quan ngại về sự leo thang căng thẳng ở khu vực Transnistria và coi các sự cố xảy ra ở đó là hành động khủng bố. Phát biểu họp báo, bà Zakharova nêu rõ Nga lo ngại trước sự leo thang căng thẳng ở Transnistria, nơi mà những ngày gần đây đã xảy ra một số vụ pháo kích tại các cơ sở hạ tầng. Nga coi những hành động này là khủng bố nhằm gây mất ổn định tình hình trong khu vực và Moscow mong đợi một cuộc điều tra kỹ lưỡng và khách quan về tất cả những vụ việc. Đại diện Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh nước này lên án mọi âm mưu lôi kéo khu vực Transnistria vào cuộc xung đột ở Ukraine. Transnistria là một vùng lãnh thổ giữa sông Dniester và biên giới đông của Moldova với Ukraine. Sau chiến tranh Transnistria vào năm 1992, chính quyền Moldova đã để mất kiểm soát đối với khu vực này. Nga mới đây được cho là thu về 65 tỷ đô la Mỹ nhờ xuất khẩu năng lượng trong 2 tháng qua, tăng gần gấp đôi so với trước khi mở chiến dịch ở Ukraine. Theo dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch CREA, nhờ giá năng lượng tăng cao liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt và than đá của Nga tăng cao bất chấp sản lượng giảm do châu Âu tìm cách thoát phụ thuộc năng lượng nước này. CREA là tổ chức nghiên cứu, tư vấn phi lợi nhuận về năng lượng và ô nhiễm không khí có trụ sở tại Phần Lan. Trung tâm này chuyên theo dõi tác động của ô nhiễm không khí bằng cách tiến hành các nghiên cứu dựa trên dữ liệu. Theo đó, CREA cho biết làn sóng trừng phạt của phương Tây đã khiến lượng dầu thô xuất khẩu của Nga trong 3 tuần đầu tháng 4 giảm 30% so với cùng kỳ tháng 1 và 2, thời điểm trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, giá trị nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch từ Nga của Liên minh châu Âu EU đạt 46 tỷ đô la Mỹ trong 2 tháng chiến sự so với trung bình 12,6 tỷ đô la Mỹ trên một tháng năm 2021. Trong khi đó, dữ liệu từ CREA cho thấy nhiều tập đoàn phương Tây vẫn tiếp tục thực hiện các hợp đồng lớn với Nga, trong đó có BP của Áo, tập đoàn dầu khí đa quốc gia Shell hay ExxonMobil của Mỹ. Đức là nhà nhập khẩu nhiên liệu lớn nhất của Nga trong 2 tháng qua với khoảng 9,5 tỷ đô la Mỹ, dù nước này đặt mục tiêu hạn chế phụ thuộc vào dầu khí Nga. Italia và Hà Lan cũng là những nhà nhập khẩu lớn với số tiền mua năng lượng Nga lần lượt là 7,1 tỷ đô la Mỹ và 5,9 tỷ đô la Mỹ. Laurie Millivolter, trưởng nhóm phân tích CREA nhận định giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng Ukraine là nhanh chóng xa rời nhiên liệu hóa thạch. Ông Millivolter nhấn mạnh tiếp tục nhập khẩu năng lượng là lỗ hổng lớn trong các biện pháp trừng phạt áp đặt với Moscow. Chiến sự Ukraine ngày thứ 64, Nga tăng sức ép lên miền đông, cảnh báo phương Tây. Nga tiếp tục đưa ra một loạt cảnh báo và đe dọa trước việc phương Tây tăng cường hỗ trợ cho Ukraine trong lúc lực lượng Nga tăng cường tiến công ở miền đông Ukraine. Miền đông căng thẳng. Theo Reuters, Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 28 tháng 4 cho biết Nga đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự ở phía đông và một loạt khu vực đã bị pháo kích. Ukraine cũng thông báo hiện Nga đang nhắm vào khu vực gần các thị trấn Slobozhansk và Donetsk,
dọc theo tuyến đường cao tốc chiến lược nối thành phố lớn thứ hai của Ukraine Kharkiv với thành phố Izum đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Thị trưởng Kharkiv nói các lực lượng Nga đang tập trung hỏa lực từ Izum, nhưng quân đội Nga đang giữ vững phòng tuyến. CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết hiện một số lực lượng Nga đang rời thành phố Mariupol, nơi đã bị Nga bao vây trong nhiều tuần, và tiến về phía bắc tới Zaporizhia. Quan chức này cũng nhận định việc Nga liên tục không kích thành phố cho thấy Mariupol vẫn chưa hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga như Moscow tuyên bố cách đây một tuần. Quan chức này còn nói rằng Nga hiện đã phóng hơn 1.900 tên lửa vào Ukraine kể từ đầu chiến dịch quân sự. Nga gặp vấn đề hậu cần. Quan chức này cũng đánh giá rằng các kết quả Nga đạt được ở vùng Donbass, miền đông Ukraine là chậm và không đồng đều. Nguyên nhân một phần là do Ukraine vẫn kháng cự quyết liệt và các vấn đề hậu cần của Nga. Cả hai bên đều giành được và mất quyền kiểm soát một số khu vực. Quan chức này cho biết và nói thêm rằng Nga hiện có 92 nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn ở Ukraine, tăng so với con số 85 của tuần trước. Tuy nhiên, quan chức này cũng nói rằng những thách thức về hậu cần và duy trì lực lượng tiếp tục ngăn cản lực lượng Nga tiến sâu hơn vài km vì họ không muốn cách nhóm hậu cần quá xa. Ngoài ra, các lực lượng Nga vẫn đang phải đối mặt với vấn đề về tinh thần và sự gắn kết, đặc biệt là khi họ đang sử dụng lính nghĩa vụ để củng cố các nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn được triển khai tới Donbass. Tổng thống Biden đề xuất Mỹ chi 33 tỷ đô cho Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 28 tháng 4 đã đề xuất Quốc hội cấp 33 tỷ đô cho Ukraine. Trong đó, hơn 20 tỷ đô sẽ được chi cho khí tài và các gói hỗ trợ quân sự khác. 8,5 tỷ đô sẽ được dùng để hỗ trợ kinh tế trực tiếp cho chính phủ Ukraine và 3 tỷ đô được Washington dùng để viện trợ nhân đạo và an ninh lương thực. Ông Biden cũng muốn Quốc hội thông qua các công cụ pháp lý mới để Washington hỗ trợ Ukraine. Ông đã đề nghị các sĩ quan cấp thêm quyền hạn cho chính quyền Mỹ. Nhờ đó, các quan chức Mỹ có thể thu giữ được nhiều tài sản của các nhà Tây Việt Nga, rồi chuyển số tiền đó cho Ukraine. NATO tuyên bố hỗ trợ Ukraine lâu dài. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 28 tháng 4 tuyên bố liên minh này sẵn sàng ủng hộ lâu dài Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, bao gồm cả việc giúp Kiev chuyển từ khí tài thời Liên Xô sang khí tài và tên lửa hiện đại của phương Tây. Ông Stoltenberg cũng nói phương Tây sẽ tiếp tục gây sức ép lên Tổng thống Nga Putin thông qua các biện pháp trừng phạt và hỗ trợ kinh tế cũng như quân sự cho Kiev để nhà lãnh đạo này chấm dứt hoạt động quân sự tại Ukraine. Nga đe dọa phương Tây. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 28 tháng 4 cáo buộc phương Tây công khai kêu gọi Ukraine tấn công Nga. Bà Zakharova cũng cảnh báo rằng Moscow sẽ đáp trả nếu lãnh thổ Nga bị tấn công. Bà Zakharova nói rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang bị phương Tây lợi dụng và đề nghị phương Tây dừng thách thức sự kiên nhẫn của Nga. Trước đó, Reuters đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace tuyên bố việc lực lượng Ukraine tấn công lực lượng hậu cần của Nga là hợp pháp, nhưng họ không thể dùng khí tài của Anh. Ông Putin có thành công trong việc kiểm soát vùng Tây Nam Ukraine. Các nhà quan sát phương Tây và Ukraine cho rằng, sau khi không chiếm được thủ đô Kiev và miền Bắc Ukraine, giờ đây Nga chủ yếu tập trung vào công cuộc chinh phục miền Nam. Trên thực tế, sau 2 tháng chiến sự, khu vực do Nga kiểm soát ban đầu chỉ là vùng ly khai ở Donbass, giờ tăng gấp 5 lần. Hôm 25 tháng 4, tên lửa của Nga đã tấn công cây cầu bắc qua cửa sông Dniester ra Biển Đen gần thị trấn Bihorod Dnistrovsky, cách Kiev khoảng 450 km về phía tây nam. Mặc dù khu vực này không được nhắc đến nhiều, vị trí của nó dường như mang ý nghĩa chiến lược cực kỳ lớn đối với chiến dịch mới của Điện Kremlin. Sau khi thất bại trong việc chiếm Kiev và miền Bắc Ukraine, Nga hiện tập trung vào việc mở rộng hai khu vực ly khai ở Đông Nam Ukraine và nỗ lực cho cuộc chinh phục hoàn toàn miền Nam Ukraine, nơi người nói tiếng Nga chiếm đa số và được cho là cần sự bảo vệ của Nga. Một tướng hàng đầu của Nga hôm 22 tháng 4 cho biết Moscow muốn quân đội của họ tiếp cận Transnistria, một khu vực ly khai nhỏ ở Moldova, giáp với khu vực Tây Nam Odessa của Ukraine. Việc tiếp quản khu vực này sẽ đảm bảo một hành lang trên bộ tới Crimea và cũng sẽ ảnh hưởng đến các địa điểm quan trọng của quân đội Ukraine, chẳng hạn như các cảng Biển Đen mà qua đó Ukraine xuất khẩu nông nghiệp, kim loại sang nước khác, Thiếu tướng Nga Rustam Mineskaev nói. Cuộc đổ bộ của lính dù. Vụ đánh bom cây cầu hôm 25 tháng 4 có thể được coi như là lời báo trước về cuộc đổ bộ của lính dù Nga ở Chernihiv nằm về phía Bắc và từ lâu đã được các quan chức cũng như nhà phân tích Ukraine coi là bàn đạp tiềm năng cho chiến dịch của Nga. Oleksiy Arestovych, phụ tá của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 25 tháng 4 rằng Nga đã phá hủy cây cầu để họ có thể tổ chức một hoạt động nhảy dù ở đó. Một nhà phân tích người Ukraine khẳng định tuyên bố của phía Nga đã tiết lộ các mục tiêu chiến thuật thực sự của họ. Sự tách biệt giữa ngôn ngữ và quan điểm chính trị. Ngoài việc tạo ra cây cầu đường bộ, Moscow muốn cô lập phần còn lại của Kiev khỏi Biển Đen và huy động các lực lượng thân Nga tiềm năng.
nhà phân tích Alexei Krus có trụ sở tại Kiev cho biết. Tuy vậy, ông nói với Al Jazeera, kế hoạch này chưa chắc đã hiệu quả. Miền Nam Ukraine là một vùng đa sắc tộc, có những người gốc Do Thái, Hy Lạp, Bulgari, Gagauz và Romani, những người chủ yếu nói tiếng Nga. Tuy nhiên, lựa chọn ngôn ngữ của họ không đồng nghĩa với thiện cảm dành cho Tổng thống Vladimir Putin, các nhà quan sát nhận định. Ivan Daler, cố vấn chính sách cấp cao của Ủy ban Helsinki, Na Uy, một cơ quan giám sát quyền cho biết, ngôn ngữ này tách rời khỏi chính quyền Nga và không thuộc về Điện Kremlin. Đây, người sống ở Ukraine và các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ khác có khả năng nói thông thạo tiếng Nga, chia sẻ với Al Jazeera. Thật vậy, hầu hết những lời chỉ trích chống lại Tổng thống Vladimir Putin đều được viết và nói bằng tiếng Nga. Một nhà phân tích quân sự ở Ukraine cho biết, ngay cả khi cuộc đổ bộ của Nga ở Chernihiv diễn ra, vẫn không có nghĩa là Điện Kremlin sẽ giành chiến thắng. Nga sẽ không thành công, chắc chắn họ phải nhận một thất bại. Anatoly Lopata, cựu lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, người hiện là cố vấn cho ông Zelensky, nói với Al Jazeera. Ông cho rằng Nga đang thiếu hụt binh sĩ, cạn kiệt thiết bị quân sự và đạn dược, trong khi Ukraine tiếp tục nhận được sự hỗ trợ quân sự, tài chính và ngoại giao từ phương Tây. Mykolaiv và Odessa. Vào đầu tháng 3 năm 2022, Điện Kremlin tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Kherson, thủ phủ của một khu vực phía nam cùng tên giáp với Crimea và từng cung cấp hầu hết nước cho bán đảo khô cằn. Nhưng cuộc tấn công của Nga ở Mykolaiv và Odessa, hai khu vực phía tây nam nằm trên đường tới Chernihiv, dường như kém hiệu quả hơn nhiều, nếu không muốn nói là cực kỳ khó khăn. Nga đã đổ bộ quân vào thị trấn Chorobaika, nơi có vị trí nút cổ chài ở phía tây Kherson, khiến đây là cách duy nhất để tiến về Mykolaiv 17 lần. Nhưng mỗi lần, máy bay không người lái và tên lửa hành trình của Ukraine lại quét sạch quân Nga. Các lực lượng Nga đã phóng hàng chục tên lửa vào Mykolaiv, một trung tâm đóng tàu lớn nhưng đều thất bại. Đầu tuần này, Nga đã bị tổn thất nặng nề tại khu vực giữa Mykolaiv và Kherson, sau đó phải rút lui khỏi 5 thị trấn. Các tàu chiến Nga đã phong tỏa bờ biển ngoài khơi Odessa, nhưng nỗ lực đổ bộ của lính dù xuống đó mà không có sự hỗ trợ của lực lượng mặt đất cũng không thành công. Quân đội Nga bế tắc. Sự xuất hiện của các tên lửa công nghệ cao từ phương Tây có thể gây nguy hiểm cho các cơ sở quân sự của Nga ở Crimea. Nếu Nga không chiếm được khu vực Odessa, lực lượng Ukraine sẽ bao phủ toàn bộ Biển Đen và Biển Azov bằng các tên lửa mới. Igor Shchetkov, cựu bộ trưởng quốc phòng của khu vực Lyuhansk Donetsk, nói với News.ru ngày 22 tháng 4. Ông nhấn mạnh, Nga không thể bảo vệ Crimea mà không kiểm soát Odessa. Các chuyên gia quân sự Nga thừa nhận khó khăn trong việc chiếm giữ khu vực này, đồng thời so sánh nó với một cuộc phẫu thuật. Odessa bị tắc nghẽn như một cơn đau ruột thừa, nhưng tôi không nghĩ rồi chúng ta sẽ giải quyết được. Tướng Nga về hưu Vladimir Samanov nói với tờ Avrumeni Ifati hôm 20 tháng 4. Thành phố Odessa từng là cảng biển lớn nhất của Nga và một trung tâm văn hóa lớn có thể so sánh với New Orleans của Mỹ hoặc Beirut ở Lebanon. Thành phố đã sản sinh ra nhiều thế hệ nhạc sĩ, nhà văn nổi tiếng ở Liên Xô cũ. Ba Lan muốn phạt các nước thanh toán khí đốt Nga bằng rúp. Quan chức Ba Lan đề xuất EU ngừng mua hoàn toàn khí đốt từ Nga, cũng như cáo buộc các nước thanh toán bằng rúp phải chịu hậu quả. Điều còn thiếu là lệnh cấm vận toàn diện nhằm vào khí đốt. Điều đó sẽ giải quyết vấn đề với Gazprom, cũng như vấn đề các biện pháp trừng phạt có được tuân thủ 100% hay không. Chúng tôi mong đợi những lệnh cấm vận như vậy, Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường Ba Lan Anna Moskova nói hôm qua. Bộ trưởng Moskova chỉ ra những nước thành viên Liên minh châu Âu EU đang phản đối siết chặt cấm vận khí đốt Nga gồm Áo, Đức và Hungary. Chúng tôi mong muốn những nước này chấp nhận và thanh toán rúp, phải chịu hậu quả, buộc họ phải ngừng làm như vậy, bà nói nhưng không nêu biện pháp cụ thể. Phát biểu được đưa ra một ngày sau khi Nga cắt nguồn cung khí đốt với Ba Lan và Bulgari do không thanh toán bằng đồng rúp. Điện Kremlin hôm nay khẳng định Nga yêu cầu thanh toán bằng đồng rúp do phương Tây đóng băng tài sản của Moscow, đồng thời dọa cắt thêm khí đốt đến châu Âu. EU là thị trường lớn khí đốt của Nga, nhận khoảng 40% nguồn cung từ Moscow vào năm 2021. Ngoại trưởng Hungary Peter Cizaro ngày 27 tháng 4 xác nhận quốc gia này sẽ thanh toán dầu và khí đốt nhập khẩu từ Nga bằng đồng rúp, nhấn mạnh sẽ không có nguồn hoặc lộ trình thay thế nào để Hungary ngừng nhập khẩu năng lượng Nga trong vài năm tới. Theo AP, giá khí đốt châu Âu đã tăng 24% sau tuyên bố khóa van từ Ba Lan và Bulgaria của Gazprom, ngay cả khi thời tiết ấm hơn ở châu Âu làm giảm nhu cầu sưởi ấm. Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen đã cho biết các nước láng giềng trong EU đang cung cấp khí đốt cho hai nước này.
Theo kế hoạch thanh toán mới của Nga, các nhà nhập khẩu năng lượng phải mở lại hai tài khoản ngân hàng Gazprombank, gồm một tài khoản ngoại tệ và một tài khoản rúp. Tiền bán dầu khí được thanh toán bằng ngoại tệ USD hoặc euro, sau đó được Gazprombank chuyển tới vào tài khoản đồng rúp. Hãng tin Bloomberg của Mỹ đã đưa ít nhất 10 công ty châu Âu đã mở tài khoản để thanh toán khí đốt Nga bằng đồng rúp. 4 trong số đó đã thực hiện thanh toán theo yêu cầu của Moscow, nhưng không cho biết những công ty này ở nước nào. Tài liệu được Ủy ban châu Âu công bố tuần trước khuyến nghị rằng có vẻ như có thể thực hiện quy định mới này của Nga mà không mâu thuẫn với luật của EU. Theo các chuyên gia về các lệnh trừng phạt, hệ thống thanh toán của Nga cho phép Moscow tiếp cận tiền thu được từ năng lượng, bất chấp các lệnh trừng phạt đối với ngoại tệ.